I think the thing perhaps most notable is if you look at the difference between the last time we showed Optimus, and this is a video that was taken basically yesterday, and the Optimus team was up all night making this video. The Optimus team has done an incredible job. Sự mạo hiểm của tỷ phú Elon Musk vào lĩnh vực robot hình người Tesla Optimus Gen 2 đánh dấu một bước tiến đáng kể trong lĩnh vực này. Kể từ khi ra đời, robot hai chân này đã đi đầu trong tiến bộ công nghệ, cho thấy sự tiến bộ và đổi mới đáng chú ý. Ngay từ thông báo ban đầu, Tesla Optimus Gen 2 đã chiếm được trí tưởng tượng của cả những người đam mê công nghệ và đông đảo công chúng. Với thiết kế đẹp mắt và những mục tiêu đầy tham vọng, nó thể hiện một bước đi táo bạo trong việc tích hợp robot tiên tiến vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất của Tesla Optimus Gen 2 là sự phát triển và cải tiến liên tục. Với mỗi lần lặp lại, robot thể hiện các khả năng và chức năng nâng cao, vượt qua giới hạn mà robot hình người có thể đạt được. Cho dù đó là về khả năng di chuyển, sự khéo léo hay tương tác với môi trường, Tesla Optimus Gen 2 vẫn tiếp tục gây ấn tượng với những tiến bộ vượt trội. Tesla Optimus đã đạt được những khả năng vượt trội kể từ khi thành lập. Dưới đây là một số thành tựu đáng chú ý của nó. Optimus có khả năng di chuyển bằng hai chân, cho phép nó đi lại, di chuyển trong môi trường và duy trì thăng bằng. Những tiến bộ của nó trong việc lập kế hoạch chuyển động và kiểm soát dáng đi đã cho phép chuyển động mượt mà hơn và giống con người hơn. Robot sở hữu sự khéo léo vượt trội, cho phép nó thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau đòi hỏi thao tác chính xác với các vật thể. Từ việc nắm và nâng đồ vật cho đến các công việc tế nhị như nhặt pin và lắp chúng vào khay, Optimus thể hiện khả năng phối hợp tay mắt ấn tượng và kỹ năng vận động tinh tế. Tesla Optimus được thiết kế để tương tác với con người và môi trường xung quanh một cách thông minh. Thông qua các cảm biến phức tạp và thuật toán AI, nó có thể nhận biết và phản hồi các kích thích trong môi trường, tạo điều kiện tương tác liền mạch với người dùng và thích ứng với các tình huống thay đổi. Mặc dù ban đầu được vận hành thông qua hoạt động từ xa để đào tạo và thu thập dữ liệu, Tesla Optimus đang được đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ một cách tự động. Thông qua việc triển khai mạng lưới thần kinh end-to-end, nó có thể học cách thực hiện các nhiệm vụ một cách độc lập, giảm nhu cầu can thiệp của con người. Với mỗi lần lặp lại, Tesla Optimus đều trải qua những cải tiến và nâng cấp cho hệ thống phần cứng và phần mềm của mình. Những cải tiến này nhằm mục đích tăng cường khả năng, hiệu quả và độ tin cậy, đảm bảo rằng nó vẫn dẫn đầu về công nghệ robot hình người. Nhìn chung, Tesla Optimus thể hiện sự tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực chế tạo robot hình người, chứng tỏ tiềm năng của robot trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều ngành công nghiệp và hoạt động đời sống hàng ngày. Những thành tựu của nó nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng nhằm vượt qua ranh giới của robot và trí tuệ nhân tạo, mở đường cho một tương lai nơi robot cùng tồn tại và cộng tác liền mạch với con người. Hơn nữa, tầm nhìn và khả năng lãnh đạo của Elon Musk đã đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy dự án đầy tham vọng này. Việc không ngừng theo đuổi sự đổi mới và khả năng truyền cảm hứng cho các nhóm để vượt qua giới hạn của những gì có thể là công cụ tạo nên thành công của Tesla Optimus Gen 2. Nhìn chung, Tesla Optimus Gen 2 đại diện cho sự kết hợp đáng chú ý giữa công nghệ tiên tiến, khả năng lãnh đạo có tầm nhìn và sự đổi mới không ngừng. Khi nó tiếp tục phát triển và đạt được những bước tiến trong lĩnh vực robot, đó là minh chứng cho tiềm năng đáng kinh ngạc của sự khéo léo của con người trong việc định hình tương lai.